Rồi, tiếp các bạn nha. Hôm qua là lỗi ổ cứng bút vô Win 7 các bạn nha. Nhưng mà suy luận một điều trước đây mình cũng hay bị vướng á. Giờ mình bút vô lại. Mình bút vô lại các bạn nha. Mình bút vô lại, mình gắn ổ cứng của mắt bút qua máy này rồi. Giờ mình bút vô lại, mình vào cái file BCD trong cái hệ điều hành Windows 7. Mình chỉnh xem nó có lỗi bút của cái file đó không. Trước đây mình cũng hay test bút, mình hay lỗi ở đó mà mình cứ nghĩ là nó hư các bạn. Cứ nghĩ là nó hư hệ điều hành rồi cài lại Win luôn mất thời gian. Bây giờ mình chỉnh thử đi ha. Cái nào dễ đơn giản nhanh thì mình làm thử. Ừ, sau này các bạn có gặp lỗi tương tự thì các bạn chỉ cần fix bút lại hoặc là chúng ta chỉnh cái file BCD, chúng ta load lại cho cái đường dẫn nó đúng là nó sẽ bút được ha. Giờ mình bước này mình làm cái điều đó đi, rồi mấy cái sau mình tính sau đi ha. Cái nào mình đỡ mất thời gian thì mình làm trước. Mình chưa test thử một cái bản chuẩn bút UFI các bạn nha, chưa chưa test thử. Để mình bút vô cái mắt bút mà mình nghĩ mắt bút nó hay hay cái này, không biết là cái này nó có ám chỉ cái điều gì trong cái giới công nghệ hay không. Nhưng mà mình test thử qua cái máy mà có hai đua, mà có hai đua của mắt bút á. Mà các bạn nghĩ mắt bút mà nó khởi động là bắt buộc là phải khởi động chế độ UFI, có nghĩa là tạo bút UFI thì nó mới khởi động vô được cái bản Win Mini, Win BE của họ. Mà có hai đu thôi các bạn nha. Thường là phải có i3 chip thế hệ 3 thì mới bút được UFI. Còn cái này là mắt bút là nó thiết kế cấu hình phần cứng như thế nào mình không biết, nhưng mà có hai đu mà nó lại đòi hỏi là phải bút UFI mới cài đặt được, mới khởi động được vào cái chế độ đó để mà cứu hộ. Nghĩ là trong giới công nghệ không biết họ có giống như là họ ra những cái chiêu bài để mà họ cạnh tranh nhau à. Thế nào các bạn có điều kiện ta test thử thì chúng ta sẽ thấy cái điều này nha. Ở video trước mình dở nghe, không có chọn cố định cái màn hình mà có mấy cái mình mới coi lại, tại mình quay lâu quá đó, cái máy nó rất là nóng, rất là hao pin nên mình phải đặt chế độ màn hình tối nhất đó. Cái hình ra có lúc nè, giống như các bạn đang thấy nè, mờ gầm hay sao. Giờ mình phải chọn điểm ảnh nè, đấy đó, mình phải chọn điểm ảnh cho nó rõ nè. Rồi mấy video trước nó cũng vậy, không chọn, quên chọn cái số thui. Thành ra các bạn nghe mình nói cũng còn đỡ hơn. Rồi bây giờ mình vào ha, vào Win 7 này mình fit OE OC OE. Bây giờ mình tìm cái file các bạn nha. Mình tìm cái file để mình chạy bút A nè. Thế là mình mới chỉnh được đây, bút A đây. À, mình chạy bút A ha. Rồi mình vào cái mục BCD các bạn nha. BCD. Rồi mình load cái file BCD trong cái ổ Windows 7 đây. Ổ Windows 7 đây. Tìm nó. Đối với hệ điều hành 32 bit hay 64 bit thì chúng ta đều vào cái mục bút này. Còn cái bản Win nào mà có UFI hiện ra vào cái mục UFI. Nó không cho mở các bạn, lạ ta, không cho mở cái file này. Các bạn thấy có file backup không? Mình coi cái thời gian đó nha, nếu mà cái thời gian tạo mới đây chứng tỏ là nó đã bị lỗi ha. Ngày 9 tháng 9 2019 nè các bạn nha. Đây đây có 3 file nè các bạn, 3 file ngày 9 tháng 9 2019 các bạn thấy không ha. 3 file mới tạo rồi ha.
đấy, nó đã chuyển cái chế độ khởi động các bạn nha. Đây, cái file này 2009 nè, 2009 là đúng cái file cũ rồi nè, còn 2019 nè, 2019 chứng tỏ là mấy cái file này nó đã bị đổi các bạn nha, nó tạo ra những cái file mới á, nó thiết lập lại á, nên nó bị lỗi bút á. Có hai cách bây giờ là để thay đổi cho nó, một là chúng ta thay đổi cái file để cho nó load ha, hai là nó chúng ta phải phải đổi một cái file khác, đổi một cái file BCD khác, đổi một cái file BCD khác các bạn nha, hoặc là lấy cái file BCD trong cái bộ cài Win của Windows 7 các bạn ha. Để mình, các bạn chờ mình xíu nha, giờ mình dùng cái bảng này mình kết nối internet đi, mình tải những cái file cần thiết về, dùng cái bộ driver mà mình nói các bạn. À, driver nè, à thì nó gọi ra nó cũng là cái qua driver hả. Rồi bây giờ đây mình này, cái file này mình chia sẻ rồi ha, mình mau cho các bạn xem đi ha. Mau trong WinBE thì nó có cái thằng này mau rất là hay, mau về ảnh đó các bạn. Rồi để coi cái WinBE này chắc là 64 bit thì chúng ta chạy tương ứng thôi, 64 bit nè, chạy tương ứng này, cái file 64 bit đây. Đây chưa thấy các bạn nha, đâu rồi không thấy nó hiện ra. À, cái file này nó không tương thích hay sao rồi. À, 32 bit thì nó chạy các bạn ơi. Đấy, bây giờ mình chọn nè. Đây, nó Atheros nè các bạn nha. Có wifi. Các bạn không cần thiết phải cài mấy kia đâu, cài cũng được, cài cũng được, không cài cũng được. Rồi, Intel thôi. Đấy, đấy, nó hiện ra LAN nữa kìa. Rồi nó load lên cái màn hình thôi nha, nó rồi một lát nó sẽ có wifi. Các bạn thấy cái bộ driver này nó hay không, WinBE mà nó nhận rất là nhiều luôn mà. Các bạn thấy cái màn hình nó mượt hơn ha, rồi nó tăng cái độ phân giải lên rồi đó. Quên ta, không biết admin có bui cái bản này có. Ây da, admin bui cái bản này không có cái nó internet rồi. Mình cài thêm cái này coi. Đi ta. Không phải tìm, không phải cài các bạn ơi. Do cái bản Win gốc này không có cài những cái thiết lập internet nên không có thể kết nối được. Ôi, không được rồi, nhưng dùng cách khác thôi. Tại sao mà cái OD này không thể chỉnh được cái file boot này? À, các bạn thấy cái thư mục boot này nó bị mờ không? Đây nè, và những có những cái hướng mục nó có ô khóa nữa các bạn, trong cái hệ điều hành mini này nó chưa chuẩn lắm các bạn nha, hoặc là nó đã quá can thiệp sâu vô cái file hệ thống các bạn, nó xác định ngầm á, là những cái file mà của Win á nó không cho phép chúng ta sử dụng nè. Đấy, nó không cho phép, nó để biểu tượng khóa nè. Nó có hai trường hợp ha, một là thiếu tính năng, hai là cái người tạo cái bản Win Mini này làm
gần giống như cái bản Windows chính đó, giống như mình khởi động vô cái Win Mini này, giống như khởi động vô cái hệ điều hành thứ hai, nó thành ra những cái file quan trọng này nó khóa nữa mà, nó mấy cái file này nè, System Volume nè, Information nè, mấy cái file này đúng lý ra là nó mình xóa cho ông nha, ông có bạn thấy không, xóa không cho luôn ha, vậy là nó cũng gần giống như trên Win đó mà, thành ra mình không có can thiệp được ha, thành ra không can thiệp được nên mình mới không có chỉnh cái file PCD được các bạn nha. Đó là lý do mình nói để chúng ta dễ hình dung ra vấn đề chứ không phải là mình nói coi coi. Rồi bây giờ file PCD mình sẽ tìm một cái file PCD khác để nó load đó mọi người nha. Rồi xóa chắc mình bảo đảm với các bạn mình xóa không được. Mình di chuyển đi. Mình chắc là sẽ xóa không được, mình di chuyển ra ngoài desktop mình chỉnh thử coi được không, không cho nè bạn ơi, các bạn thấy không, rồi mình phải khởi động vô cái hệ điều hành khác rồi, cái bản Win này nó không cho phép can thiệp vô những cái file đó, giống như là chúng ta đang khởi động một cái hệ điều hành thứ hai song song nha, bữa này đang là ở Win Mini mà nó ràng buộc gì vậy ta, là do cái người thiết lập cái bản Win Mini các bạn nha, chứ không phải là do cái hệ hành Win Mini này là nó bị tính năng này, mình dùng những cái bản khác thì không có bị. Giờ mình sẽ chạy một cái bản của Win 8. Đâu rồi, ổ đĩa đâu rồi, đây ổ đĩa đây, mình sẽ cho nó rồi, đây bản năng G, mình cho nó mở này đi, set mình cho mở thêm ở đây là nó đang mở cái ổ dự phòng nè, có hai file rồi, cái này rồi mình sẽ lấy một cái file bút vuông này ra đi, lấy hai file mình lấy để qua đây đi, rồi cái của còn của Win 7 thôi, này 7 này cũng EFI luôn hả, 7 này là EFI luôn các bạn nha, đây đây mình OC rồi, mình lấy cái file BCD đó mình để bên bên, giờ mình sẽ cho nó hiện ra cái ổ gốc đâu, mình thì chọn bút lại thôi nha, biến F5 rồi đấy, ai bây giờ mình sẽ tạo bút lại em mình tám em đây, đây. Mình cắt mấy cái này mình dán ra thôi, à đấy mình lấy mấy cái file này nữa, rồi dán khỏi giải nén các bạn ha, rồi bây giờ mình sẽ lấy đó, mấy cái file này mình lấy nè, rồi
Rồi mình chỉ chỉnh bút lại cái thằng này xíu. Đúng rồi nè. Win là T. Bút mình là G. Set lên nổi C luôn ha, tiêu ha. Rồi để chắc ăn. Refresh lại rồi nha. Ở đây có refresh nè. Rồi. Ok. Rồi, ok bạn ha. Rồi bây giờ chúng ta khởi động lại. Đây tắt nguồn, đây khởi động lại các bạn nha. Nó có hai dòng mà ha. Cho Win 8 mini đi. Rồi các bạn nha. Chúng ta vô đây. Chúng ta chỉnh lại cái file. Chỉnh lại cái file thôi ha. Set BCD book. Mày có cái phần BCD book nè, mở thử ra nha. À, OE. Rồi. Rồi. Mod. À, cái này màu. Rồi, bây giờ sớm mình quên ta. Chỗ này nó hiển thị có nhiêu vậy? Em nói đọc nè, nó kêu này khi nào mới ra? Nó có hiện tượng lắc lắc không ạ? Khả năng chắc ổ cứng mình đang truy cập là chắc nó có bét hay một nên gì đó. Nó lắc lắc chậm chậm các bạn nha. Các bạn thấy nó đơ đơ chậm chậm không? Cái động có phần mềm thôi mà nó lâu vậy nè. Phần mềm nhẹ, cực kỳ nhẹ luôn chứ. Mình coi tab bên G coi này nó có full CPU không? CPU còn rất là thấp. 1%, 0% RAM chiếm ít nữa.
chứng tỏ này nó khả năng nó bét hay sắp bét rồi mọi người. Lâu dưới ta nhớ khởi động rồi mà các bạn, vô cái phần reset đó nè, nó có chạy nè. Đó, ưu tiên nó khởi động nó mới lên đó. Điện tàu không bấm đại luôn mà. Rồi bây giờ chúng ta vô cái ổ win nè. Đấy, chúng ta lấy cái file BCD thôi nha. Đấy, cái này mà không được nó là thua luôn. Trời ơi, lâu. Bó tay. Vấn đề vô cứng lắm ta, lâu dữ thân nè. Ồ, vẫn không được các bạn ơi, không được, chẳng lẽ không có xóa sao ta. Thử xóa ơi. Dòng ra dòng xóa. Đây. Dòng copy quá vậy. Xóa được cái nút rơi xóa nè, ép xóa nè. Cái nút rơi xóa lại nè. Vẫn không xóa được. Bó tay bó tay. Bây giờ làm gì đây? Bây giờ làm gì đây?